Xin chào cả nhà, hôm nay thì đấy, các bạn thấy rồi đó, hôm qua Harry đã nhuộm tóc rồi. Trong cuộc đời mà lần đầu tiên tẩy hết cái tóc luôn, trước giờ chưa bao giờ làm. Thật ra thì là một phần là kiểu như là cũng muốn đổi cái không khí và cũng muốn thử bản thân mình đổi tóc, màu tóc hoàn toàn khác thì nó có thay đổi cái những cái hình ảnh mới gì đó hay không. Đó là một cái lý do, và hôm nay là một cái ngày cực kỳ quan trọng. Này là ngày Harry với anh Thành yêu nhau được đúng 6 năm. Thì hôm nay Harry sẽ make up, rồi sau đó thì mình sẽ mặc đồ đẹp đẽ, rồi có gì thì lát mình sẽ gặp anh Thành đó. Thì bây giờ thì đây coi như là một cái vlog mà trong cái quá trình Harry chuẩn bị như thế nào ha. Bây giờ thì Harry sẽ make up trước đã. Nãy giờ thì mình foundation đầy đủ hết rồi, thì bây giờ thì mình sẽ make up cho nó màu mè xí. Thôi thật ra thì cái make up của Harry nó không có quá dày. Vì Harry thì chú trọng vào cái da trước đã. Là da của Harry đẹp, là make up nhẹ là được hết rồi đó. Chứ không còn make up dày, càng dày là nó càng bị già đó. Bây giờ thì Harry sẽ giới thiệu cho các bạn hôm nay Harry sẽ mặc gì nha. Harry sẽ mặc đồ của anh Đỗ Long. Đây, Harry sẽ giới thiệu cho các bạn nha. Unboxing nha. Trời ơi, thank you anh Long nha. Em sẽ ăn cái này hàng ngày, rồi có gì thì em sẽ càng ngày càng đẹp da. Thank you anh nha. Này là bên cái này là collagen đó mọi người. Rồi. Quan trọng nhất, bộ đồ hôm nay Harry sẽ mặc cái gì? Pink. Sao này các bạn, nhìn rất là quyến rũ dễ thương đúng không? Chết rồi, thôi tao mặc ngay. Được không? Bây giờ thì chắc là phải chỉnh lại cái tóc xí. Rồi mình phải chọn cái giày của mình. Mình sẽ chọn giày gì ta? Chà chàn. Ê này có vẻ hả? Bây giờ thì Harry sẽ chỉnh đi tóc, làm tóc đây. Mình biết là phản ứng của chồng mình rất sao. Hello. Dạ vâng, 안녕하세요. 안녕하세요, 전탄 씨. 네, 안녕하세요. 여보. 야. 나 오늘 어때? 야, 편하지. 어때? 야, 엠 무어 와. 네? 나 이뻐? 야, 네. 진짜? 야. 편하지. 그거 우리 먹도. 오늘 여보 스타일? 나 여보 스타일 맞아? 야. 아, 진짜로? 야, 진짜로. 여보 나 사랑해? 나 사랑해. 나도 사랑해. 얼만큼? 아, 나도 사랑해. 얼만큼? 아? 거 나오. 이거 거 나오. 사랑해. 거씨. 여보 오늘 뭐 잘 생겼다 여보. 여보 오늘 완전 잘 생겼는데? 여보 안녕하세요 하나이. 괜찮아요. 괜찮아. 괜찮아. 또 뭐야? 여보 오늘 완전 예시인데. 오늘 완전 잘생겼다. 별 말씀을. 아, bây giờ mình đi ăn ở đâu đây? Từ sau đó là chúng ta không có quay nữa, tại vì lo tám lo ăn không á mọi người. Thì bây giờ thì mình bổ sung hình ảnh cho mọi người là hôm đó thì Harry mặc như thế nào. Vậy thôi, và hình cuối cùng vẫn là của hai vợ chồng. Bye bye mọi người.